Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mỗi ngày. Giải pháp này được đánh giá là giải pháp hiệu quả nhất để kéo giảm tai nạn giao thông. Tại địa bàn huyện Châu Đức, một trong ba địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022. Nhiệm vụ này càng được chú trọng. Để tăng hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát phù hợp với thực tế địa bàn, Công an huyện Châu Đức không lập chốt kiểm tra nồng độ cồn cố định mà liên tục thay đổi. Trong các tuần tra kéo dài từ 18 giờ đến 23 giờ, tổ tuần tra thay đổi ít nhất 3 địa điểm, kết hợp cả việc tuần lưu nên hạn chế được tâm lý đối phó của người vi phạm. Đây là một trường hợp điều khiển ô tô bị phát hiện trong quá trình tuần tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng mà người này còn tăng tốc bỏ chạy, thậm chí nhiều lần điều khiển xe ép phương tiện truy đuổi. Qua kiểm tra, mức cồn đo được qua hơi thở của tài xế là 0,458mg trên 1 lít khí thở, tương ứng với mức phạt cao nhất cho người điều khiển xe ô tô là 35 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 23 tháng. Em có biết là khi mình chạy như vậy thì gây nguy hiểm cho bao nhiêu người trên đường không? Dạ, em biết như vậy là rất là nguy hiểm, thông cảm cho em. Kiểm tra các phương tiện đang lưu thông, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe. Nguyên nhân là do người chồng đã uống rượu bia nên giao xe cho vợ điều khiển. Vì lỗi không giấy phép lái xe có mức phạt nhẹ hơn lỗi nồng độ cồn. Còn hơn, nhưng mà người ta đã lái rồi. Còn nếu mà anh đã uống rượu bia là anh lái xe làm chết. Tôi đã nói xuống, tôi báo các ông là bây giờ đừng có lo lắng gì hết. Tôi không dướng vào cái nồng độ cồn, cứ phạt vợ tôi là không có bằng lái. Người đã uống bia rượu thì không được điều khiển phương tiện để hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông nguy hiểm cho mình mà còn cho người khác. Nhưng rõ ràng giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe điều khiển như trường hợp này thì cũng chẳng an toàn hơn là mấy. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trong 9 tháng năm 2023, Công an huyện Châu Đức đã phát hiện xử phạt 509 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2022, gấp 6 lần so với cả năm trước. Phạt thì mới biết sợ, chứ nếu không phạt không sợ được, không thiệt. Phạt cao là biết sợ, nhưng mà nếu phạt nhẹ nhẹ quá cũng không sợ. Cái quy định là cái xưa nay rồi, nó là vậy mà có uống rượu cồn vô là ở nhà không được chạy xe. Tụi em rồi ở nhà đây cũng uống rượu vô là cái lỡ mà cái xe xịn cái gì đó thì cũng ở nhà làm nghỉ rồi, chứ không có chạy tới lui gì hết. Chúng tôi đã tăng cường các ca hàng đêm liên tục các ngày trong tuần, đặc biệt là những ngày cuối tuần, tôi tăng cường lực lượng công an huyện phối hợp cùng với lại với lực lượng công an các xã thị trấn để hỗ trợ cho lực lượng công an huyện và tăng cường kiểm tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm phức tạp về tình hình tai nạn giao thông. Và thời gian qua thì kết quả thì người dân đã thấy từng bước được nâng cao ý thức, cho nên là cái kết quả mà chúng tôi kiểm tra cái thời gian từ 18 giờ đến 23 giờ hàng đêm, cái người vi phạm có giảm. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông huyện Châu Đức, 9 tháng năm 2023, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm 4,3%, số người bị thương giảm 24%, nhưng số người chết tăng 19% so với cùng kỳ. Việc tiêu chí quan trọng nhất gia tăng khiến cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm càng thêm áp lực. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường các chuyên đề kiểm tra xử phạt nồng độ cồn sẽ được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giúp địa phương kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí.